giám đốc điều hành công ty Apple kêu gọi các nhà lập pháp cải cách luật thuế. Vấn đề gây tranh cãi về trách nhiệm thuế trên các hoạt động ở nước ngoài đã đi đến Quốc hội với sự làm chứng của giám đốc điều hành công ty Apple, ông Tim Cook. Sự khẳng định nhanh chóng của ông rằng Apple là một công ty Hoa Kỳ tự hào đã tạo một phản ứng mạnh mẽ trước các nhà phê bình cho rằng Apple đã khai thác các sơ hở trong luật thuế gây thiệt hại cho những người nộp thuế Hoa Kỳ. Ông Tim Cook nói, Apple không phụ thuộc vào mánh lới thuế. Apple đã không chuyển sở hữu trí tuệ ra nước ngoài và sử dụng nó để bán các sản phẩm của công ty trở lại Hoa Kỳ để tránh thuế. Apple cũng đã không giấu tiền trên một hòn đảo ở Caribbean. Apple cũng không di chuyển tiền từ các chi nhánh nước ngoài để tài trợ cho các hoạt động kinh doanh ở Hoa Kỳ để tránh thuế hồi hương. Và sau đó, ông Cook đã quy trách nhiệm cho Quốc hội làm cho các công ty khác giống như Apple phải để tiền ở nước ngoài. Giám đốc điều hành của Apple nói rằng, theo hệ thống thuế doanh nghiệp Hoa Kỳ hiện nay sẽ rất tốn kém để mang tiền mặt trở lại Hoa Kỳ. Điều đáng tiếc là luật thuế Hoa Kỳ không theo kịp với thời đại kỹ thuật số. Hệ thống thuế gây bất lợi cho các công ty Hoa Kỳ so với các đối thủ cạnh tranh nước ngoài vì các công ty nước ngoài không có những hạn chế về di chuyển vốn. Nhưng các nhà lập pháp đã không dễ dàng tha cho ông Cook. Thượng nghị sĩ Kurt Levin, chủ tịch tiểu bang Thượng viện, đã đào sâu vào chủ đề này, nói rằng chỉ tính riêng trong năm 2012, Apple đã tránh trả 9 tỷ Mỹ Kim tiền thuế Hoa Kỳ. Vấn đề đặt ra tại đây là một nhóm các công ty của Apple ở Ái Nhĩ Lan đã trả rất ít tiền thuế cho quốc gia châu Âu này. Ông Cook cho biết doanh thu và lợi nhuận từ châu Âu và châu Á được đổ vào trung tâm quốc tế tại Ái Nhĩ Lan là nơi có một tỷ lệ thuế thấp dành cho Apple một thập niên trước đây như một sự khuyến khích để thiết lập cơ sở hoạt động tại đó. Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa John McCain nói cơ cấu này tạo cho Apple một lợi thế đáng kể so với các công ty chỉ có hoạt động tại Hoa Kỳ. Tuy nhiên, thượng nghị sĩ McCain cũng đã thừa nhận rằng Apple đã không có làm bất cứ điều gì sai trái. Ông Cook đã trả lời rằng những gì ông nhìn thấy là Apple kiếm được những lợi nhuận này bên ngoài Hoa Kỳ và theo luật pháp và quy định, các lợi nhuận này không phải chịu thuế ở Hoa Kỳ. Và Apple đã thiết lập một công ty cổ phần mang tên AOI để thu thập tất cả những lợi nhuận sau thuế từ các công ty chi nhánh ở nước ngoài khác nhau vào công ty AOI. Công ty AOI này là mục tiêu mà các nhà lập pháp muốn xem xét kỹ hơn. Nhưng các quan chức Ái Nhĩ Lan cũng đang bảo vệ chính sách thuế đã thu hút Apple và các công ty khác trước những khiếu nại tránh thuế đang nổi lên trên toàn cầu.